Ờ, hôm nay là hôm nay giờ mấy rồi? Hồi nãy đi ra Freeway 405 đóng cửa. Trời vô cho ra exit mà tới 15. Bây giờ không có đi Freeway nữa, giờ đi đường trong. Hợp hành với nhau. Bạn bè rồi đi lao động rồi nó mới thân thích hơn là tụi tôi trước. Tụi tôi trước là xin nhóm thân một vài người thôi, còn anh em đó nhờ vậy. Tại vì sao đó, sinh viên tụi nó cũng vậy thôi. Thành ra tụi nó thân thích với nhau thì, đó, thành ra có đó là cũng là cái sức mạnh cho anh em. Anh bo bo rồi anh cái gì rồi. Đi lên và đào với sức người sỏi đá cũng thành cơm. Ông chẳng thấy sỏi thấy cơm đâu mà chỉ thấy sỏi đá cuốc với bà đây này. Mẹ cuốc lên cứ đồng chí nhé. Anh ông nhân quyết anh phải anh to con anh dụ dù anh xích lại bảo ê cô trong đội tuyển nha đánh banh nha xúc này lát hết đấu bàn này nha. Tôi bảo không thiết quát thể thao cái này làm cho anh ngon sức khỏe anh đánh thể thao anh đi lên Bình Sơn á là một ngày và năm nghĩa là năm thước là rất là dạ chị hả chịu không đâu hồi tối chị đang nhắc Dược Thảo đó là cần á cần là trưởng ban tổ chức á là hồi đó là thằng Quang Dược Thảo xuống dưới mương chùm mền Dược Thảo xuống kinh đó kinh đăng đạo á đuổi đâu hết rồi mình đây đó Dược Thảo chùm lại quá nửa đêm nó đang ngủ chùm mền lại quá.